Hello các bạn, hiện tại mình đang đứng tại khu ổ chuột lớn nhất tại Ấn Độ các bạn, tại Mumbai. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn vào khu ổ chuột với lại chị hướng dẫn viên đi My Tour Guide. Thì hôm nay mình sẽ vô trong khu trong này là đi kỹ hơn cho bạn xem. Lúc trước là mình đi thì khá là sơ sài ngồi, tại lúc đó là mình không có hướng dẫn viên là tour guide các bạn. Thật cameraman thì mặc váy, nên hôm nay là cameraman mặc quần. Mình sẽ đi sâu và mình không đeo vàng vòng gì hết. Ok, let's go. Sau sorry Maldives đốt tiền, tốn quá trời tiền, hết tiền, thì hôm nay tôi sẽ phải vào khu ổ chuột ở tại Ấn Độ để coi cái cuộc sống người dân ra như thế nào, để coi bạn biết quý đồng tiền hơn. Các bạn biết là đi vô khu ổ chuột này thì rất là nguy hiểm rồi các bạn. Thì lúc đầu là mình tính là phải kêu một cái ông nội nào ở trong cái khu ổ chuột này để dẫn mình vô, nhưng mà cuối cùng là một em nữ các bạn. Thì mình cảm thấy rất là nguy hiểm, tại vì cameraman cũng nữ mà hướng dẫn viên của mình cũng là nữ luôn. Vô khu ổ chuột này to là được không, mà nguy hiểm lắm mấy ông. Nên tôi phải kêu cameraman phải mặc quần, rồi xong rồi đi vô đây thì cũng rất là nhiều anh trong khu ổ chuột này chọc mấy em hướng dẫn viên này tùm lum tà la các bạn. Hôm nay là mình sẽ đi sâu vào từng nhà dân ở tại khu ổ chuột để coi thử họ ăn uống sinh hoạt làm việc ra làm sao. Tại vì theo chân mình đó là một em sống tại khu ổ chuột này luôn, em là hiểu rõ lắm, em giải thích cho bạn biết là ở trong này thì thuê nhà bao nhiêu một tháng. How much for one month if one to rent? $160. Cũng mắc đó bạn. Rồi muốn mua một căn nhà thì giá bao nhiêu tiền? If you want to buy a house in here, how much for the house? $25,000. Thì khoảng bằng 500 triệu đến 600 triệu cho một ngôi nhà ở trong khu ổ chuột này các bạn, cũng khá là cao đó. Rồi họ ăn uống sinh hoạt ra làm sao? Rồi điện nước xài như thế nào? Cái đường ống nước đã dẫn vô trong cái khu ổ chuột. Nghĩa là ở đây chỉ là nước được cung cấp chỉ có 3 tiếng thôi. Rất là nhiều thứ hay ho mà bạn chưa bao giờ biết đâu, và mình cũng chưa biết là mình làm series này. What is this? Chocolate? Chocolate, yeah. Đô la và rùi bay tùm lum đó mày. Chocolate? We can eat? Đây, đây là sô cô la nè, ông còn vô đây. Đây là sô cô la. Để cho các bạn hiểu rõ hơn là cái khu ổ chuột lớn nhất ở tại Mumbai, thì người dân họ có cam chịu hay không, họ sống họ có vui vẻ với lại cái cuộc sống ở tại khu ổ chuột này hay không các bạn. What do you think, what is a slum? Slum is for the poor people living. Okay. Yeah. My definition about a slum, we are not poor, we make lots of money. Every year Dharavi makes $1 billion. Ui, cái này là 1 tỷ đô mỗi năm, nghĩa là họ không có nghèo các bạn ạ. Ok, let's go, theo chúng mình khám phá khu ổ chuột lớn nhất ở tại Mumbai này như thế nào các bạn. Sorry, what's your name? Pooja. Pooja, chị ấy tên là Pooja. 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 Dạ, ok. Go. Đây các bạn, hiện tại là mình sẽ đi vô trong này, là sẽ đi vô trong cái khu ổ chuột các bạn. Lúc trước là mình chỉ đi ở ngoài thôi, bây giờ là mình sẽ vô trong từng nhà luôn các bạn. Đây là đường phố ở trên tại Mumbai các bạn. Hôm nay thì quay đường theo kiểu thoải mái nha. From where are you? I'm from Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. You know Việt Nam? Đây các bạn, đây hướng vô nè. Đây là cái chỗ ga tàu các bạn. Thì chúng ta sẽ đi thang máy lên. They take the train. For what? For train to go to south to north. South to north. And the ticket, how much for the ticket? 10 kilometers, 5 rupees. 5 rupees. Đông lắm bạn ơi. Ở dưới này là đi đông kinh khủng luôn á. Can you tell me how many people travel in a local train daily? Local train, I don't know. 7.5 million to 8 million people travel in a local train daily. Oh! If you travel from morning 6, then you'll get a free body massage in the train. Nghĩa là very, very crowded. Yeah, you need to push, kick, and then you need to go inside the train. On every station, it just stops for 20 seconds. Not more than that. You need to be very, very fast. To go inside the train and to come outside the train. So, that is the border of the slum. You see the white? Yeah. That is the border of the slum. The border, nghĩa là bức tường của khu ổ chuột là cái bức tường màu trắng các bạn. So, how many people in the slum? Can you guess? I think about 2-3 million. 2 million. 2 million people. Yeah. Only on the slum. Slum, 2 triệu người các bạn ở trong khu này. Thì đó là bức tường màu trắng này, chúng ta sẽ vô trong cái khu đó. Đông lắm. So how many years you do the tour guide? 4 years. 4 years.
in here. À, đây là bức tường màu trắng để ngăn cách đi vô trong khu ổ chuột đó các bạn. Thì từ cái khu bức tường này là bạn sẽ vô trong khu ổ chuột. Một mùi đặc trưng đó là mùi cà ri các bạn. Đặc sản Ấn Độ là bấm còi. Why they horn every time? They horn the... They like. They like. For no reason. No reason. Đây họ thích họ bấm còi các bạn. Đây nè, bán bánh quá trời ăn sáng nè. Trời ơi. À, giờ chúng ta sẽ vô chỗ này lạ đó các bạn. Ta sẽ vô khu dân cư nhé, bạn coi thử cuộc sống của người trong khu ổ chuột là như thế nào. Đây là video thực tế, bạn coi vô trong từng nhà dân luôn các bạn. Hai bên. À, sunrise. Vô đây các bạn. Ui, này giống như khu phế liệu các bạn. Trời rác luôn. Trời, nó thúi. Đây là mình vô trung tâm của chuột. Họ làm phế liệu ô tô các bạn. Họ vô họ nghiền hết mấy cái này ra các bạn thấy không? Họ cắt ra. Đó, bạn thấy không? Cắt ra thấy không? Em đi gần xíu nè. Đó, bạn thấy không? Cắt ra. Còn phế liệu ô tô. À. Right now we are inside the slum. À. Can you tell me how a million people live here? À, 2. Yeah, I remember. 2 million. Yes. 1 million is official. The another million is unofficial. À. Can you tell me which is the biggest slum inside the whole world? Wow. So sorry. Which is the biggest slum? The biggest. Whole world. I think here. Third. Third. Where the first? I don't know. That's why I'm asking you. À, đi được chỉ là đứng thứ ba thôi các bạn, là cái khu ổ chuột lớn thứ ba thế giới thôi. The third on the world, only the third. Tell me, which is the biggest slum? Biggest slum, I think Navi here. Third. The first one I don't know. Pakistan. Karachi. Me here, yeah, near the border India. Pakistan, Karachi. Second is Mexico City. Ah. Third is India, Mumbai, Dharavi. Fourth is Brazil, Brasilia. Fifth is South Africa, Cape Town, Kailichia. Yeah, I have been in South Africa before, yeah. Yes. So here, can you give me a definition about the slum? What do you think, what is a slum? Slum is for the poor people living. Okay. Yeah. My definition about a slum, we are not poor, we make lots of money. Ah. Every year Dharavi makes $1 billion. Ui, cái này là 1 tỷ đô mỗi năm, nghĩa là họ không có nghèo các bạn ạ. Yeah. Every year. We have 24/7 the electricity, but not water. We just have water for 3 hours, not more than that. Which we need to set the water on the top of our house as a saving. À, nghĩa là ở đây chỉ là nước được cung cấp chỉ có 3 tiếng thôi. So the water is the clean water from the factory or the water from the river. Yes. The clean water. Yes, clean water. Only 3 hours only per day. Yes. For 2 million people. Yes, for 2 million people. What time they open the water? The water from 9 to 12. 9 to 12. À, có nghĩa là ở đây nước sạch đó chỉ được cung cấp cho 3 tiếng mỗi ngày thôi bạn, là từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa là tắt lại. Cho 2 triệu người chỉ xài được, chỉ có 3 tiếng xài nước thôi. Yes, it's a densely populated place where lots of people are living in a small congested area with happy faces. Yeah. That is my definition about slum. Here we get the plastic from all over the world. After getting the plastic, what we do? We check the quality of the plastic. À, các bạn, chỗ này là họ tái chế nhựa các bạn, họ tập hợp nhựa tại cả khu Ấn Độ luôn, xong rồi gom vô đây họ tái chế lại thành sản phẩm từ nhựa các bạn ạ. Họ kiểm tra chất lượng là bằng cách là họ bóp vô trong mấy cái chai, nghe tiếng động thì họ biết chất lượng tốt hay xấu á. À, là cái máy nghiền. Cutter pressure machine. À. Đây bạn, đó là cái máy nghiền bỏ nhựa hết vô, các bạn rất thải nhựa. Đây bạn thấy không? Nè, họ nghiền hết ra thành cái này, bùng xong họ từ từ họ tái chế các bạn. Bạn, đây là cái mảnh thủy tinh nè. Mình coi thử cái này là gì. À, này là bằng nhựa họ tái chế rồi, họ đập vụn ra các bạn, sau đó họ nghiền nát ra làm bằng thành những cái chai nhựa. Thank you sir.
À, rất là bự. Thì rất là nhiều việc làm ở trong khu này các bạn, họ tạo rất là nhiều việc làm trong khu ổ chuột này. Thì bạn cứ tưởng là họ sẽ nghèo lắm, nhưng họ có việc làm nha. Dạ. Này mấy cái nhựa nãy sao làm thành miếng bịch nè các bạn thấy không? Này, áo mưa luôn á. Đây là họ đang may áo mưa ở trong các bạn. Thấy không? Bạn thấy may áo mưa không? Đàn ông làm việc rất là chính nha bạn. Trong này đàn ông làm việc là chính. Đây nhựa nè ha. U xịn đó bạn, mấy cái nhựa hồi nãy mà họ làm ra được thành như vậy này trong cái khu ổ chuột. Nên họ kiếm cái tỷ đô một năm các bạn. Cái túi đàng hoàng nữa nè. Đây bạn, họ làm ra được áo mưa. U áo mưa nhựa dẻo luôn mấy ông. Hả? À thơm phức à. Công nhận. Họ nhỏ. Too small. It's small. Take it. I think it's for you. It's so small size. Yeah, thank you sir. Đó, bạn thấy không, cái công việc nó rất là nhiều. À, làm đường. Đây chỉ là một cái góc nhỏ thôi bạn, nên là hôm nay mình sẽ đi vào từng nhà dân cho bạn coi thử họ làm cái gì. Đông vui các bạn, khu này mình thấy khá là an toàn. Cái này là làm cái bọc vở các bạn mình hay học hồi xưa á. Ok. Ok, yeah, thank you. Tôi này vô thấy tay còn đông hơn người dân nữa. À, to the right. Vô tiếp các bạn, một cái khu nữa. Đây họ nấu gì các bạn? What are they cooking? They cooking for what? For the people. Ah, for the people. Nấu ăn các bạn. À. Đây là tái chế đồ điện tử. Ở khu này họ tái chế đồ điện tử các bạn. À. Đây họ đang nấu gì, làm gì đây? Đang làm gì các bạn? Làm bánh. Đây. They are making suitcases. À, làm vali các bạn. Làm suitcase kìa. From the from the recycle plastic. Yes. À, nghĩa là từ rác thải tái chế tất cả cái phẩm rác thải tập hợp ở đây và họ làm rất là nhiều sản phẩm, bạn thấy không? Họ làm ra vali, rồi làm nhựa, áo mưa, rồi làm tùm lum hết. They eat here, they sleep here, they do everything here. À, everything. Yes. From the recycle plastic. What a check camera. Nice camera. Nice camera. My wife. Yeah, nice to meet you. Ladke ladka. Your son. Son, son. Yeah, what are you doing here? What do you do? What do he do? Ah, I do this. Ah. Đây là làm tách, là cái này là for what? Đi for what? À, lại làm thành ống khí thải đó bạn. Họ rất là happy sống trong cuộc sống trong này các bạn. À, thấy không? Cái bên lùi lùi đây nè. Thì bạn thấy cuộc sống ở đây họ đóng rất là happy không? À. Làm đúng nghề ở trong này chứ bọn. Đó. Đó. Thấy cuộc sống này sao? Họ thành một cái khu rất là vui vẻ, họ làm lao động nấu ăn, nấu đồ tùm lum bên cạnh luôn, bạn thấy không? Thì coi trên mạng thì trong này mấy may nữa nè. Yeah, good. Trong này khu mấy may. Đây. Ok. Còn đây họ làm bên làm cái bàn thờ nữa bạn, họ làm gỗ bàn thờ nữa nè. Nhiều nghề lắm bạn, ở trong khu ổ chuột này bạn thấy không, họ làm rất là nhiều nghề để sinh sống, họ kiếm cả tỷ đô một năm mà các bạn, đủ nghề hết. Vô coi nữa. À, họ đang nấu khoai tây đó bạn, để nấu để ăn á, ở trong khu này. Hi, how are you? Đây là họ đang gọt khoai tây. So you made the lunch? We make lunch. Make lunch for people. They sell the food. Three times of meal, breakfast, lunch, dinner. Ah, so 3,000 rupees. So this is the restaurant. Yes. Ah, cái này là cái nhà hàng ở trong khu ổ chuột các bạn. Thì ổng sẽ nấu những cái nồi bự như gì để bán đi. How much for one meal? For one meal, 30 rupees. Ah, là 30 rupees cho một phần ăn các bạn. À, thì ở đây họ bên này họ ăn chay là chính. No meat, only vegetable. No. Friday, Saturday, Sunday meat.
Đấy là 6, 7 Nhật là có thịt. Còn lại Monday to Thursday only vegetable. À, ok, I got it. Nghĩa là từ thứ 2 đến thứ 5 là ăn chay, từ thứ 6 đến thứ 7 là có thịt. Ok, and what inside? À, đây là cái gì anh? Trời, what is this? Chocolate? Chocolate, yes. Sữa? Oh, yes. À, đây cái này sô-cô-la. Trời, này sô-cô-la cái bên luôn. Sô-cô-la mà rùi bay tùm lum lắm này. Chocolate? Chocolate. We can eat? It's very good. Đây là sô cô la nè, mấy ông còn vô đây. Đây là sô cô la. Ui. Sữa? No. No. That's a soap. À. Don't you try? No, 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 no. I believe you, man. Believe you. Yeah. Đây bạn khung này là trong này nè. Ui. What are they doing? That is so. À. Hay. Nghĩa là họ đang là chế tạo cái cái gì ta? Cái shop này là cái gì ta? À, giống sô cô la bạn, là giống như sô cô la á. Yeah, chocolate. Chocolate. Đâu. Đâu trong mặt chocolate. Yeah. Quá trời luôn nguyên khu các bạn. Ôi kìa, có cái chả bự kìa. Vô đây nhìn thử các bạn. Ui. Đây các bạn. Ui, họ làm mấy cái chảo bự gì đó các bạn thấy không? Mình không biết cái này họ làm gỗ hay làm bằng làm gì các bạn, tái chế ra thành một cái giống như làm hắc ín vậy các bạn. À. Đây là cái xưởng. Đi ra. Đó, đây là trong cái xưởng các bạn. Thank you, thank you. À, giờ vô trong khu này nữa các bạn. Và inside. Go inside. Đây là cái khu vô len lỏi vô trong luôn các bạn. Cái này có trên kênh mình đi thấy các bạn. À, là nước. Họ làm suke nè. So is the buy the water. À, là ống nước các bạn. Bự các bạn, khu rộng. And they live in on the top. And how much for the house? It's the second industry on the top. Ah. So people eat there, sleep there, they do everything over there. Ah, on the top? Yes. So how much for... These people, they don't pay rent. It's the owners, they get a free security guard. Ah. And the workers, they get a free place to live. Ah, nghĩa là ở đây miễn phí. Nghĩa là làm miễn phí, không, no money, no fee. Ah. And if you want to buy a house in here, how much for the house? Rent? No, buy. Buy very expensive. How much? If you want to buy 2500,000 rupee or dollars? Rupees. 2500 dollars. 25,000. $25,000. $25,000. Thì khoảng bằng 500 triệu đến 600 triệu cho một ngôi nhà ở trong khu ổ chuột này các bạn, cũng khá là cao đó. Yeah. And rent, how much for 1 month if want to rent a house? 5000 to 10000 rupees. Ah. And dollars, how much for dollars? It will be like $160. $160 or $100 or $120. Ah, $120. Ah, $120. Ah, $120. Đây họ là sinh sống quá trời trong này nè. To quá trời, loại rác thải nè bạn thấy không? Nhiều loại các bạn. Nhựa rồi. Này có gôn nữa nè. Nè giống gôn nè. Oh, này đây là giặt vải nữa nè các bạn. They're doing dyeing. Đây, yeah. Giặt vải. Nha. Vô coi các bạn. Hả nhuộm. Ui. Hả nhuộm. To make the color. Yeah. To make the color. Yes. À. Nhuộm. Đây là mấy cái loại nhuộm nữa các bạn. Xanh, đỏ, tím, vàng. À dạ. Yeah. Natural. Natural color. À.
mà nhuộm vải trong nó luôn các bạn. Chắc là chúng chuẩn bị qua khu thuộc gia rồi. Đó, đây là khu trong trung tâm ở chuột, giờ tôi mới được đi, lúc trước là đi ở ngoài thôi. À, họ đây làm vải. Making trousers. Yeah, clothes. Formal pants. Formal pants. À, một quần dài cho nam các bạn. The men band. Band. Oh. Yeah, they do washing. Ah, the washing, cái này là họ rửa cái rác thải nhựa. Water, detergent, crush particles and then they wash. Ah, nghĩa là họ sẽ bỏ trong những cái thùng này, họ rửa lại rác thải nhựa. Yeah, thank you. Đây các bạn, trong khu này là họ đang may. They are making suitcases. Ah, suitcase. They are connected with Amazon. Ah, Amazon. So whenever whatever you order, you directly get from them. Chị ấy nói là cái bạn mua mấy cái giỏ sách mà bên Amazon là xuất phát từ đây nữa bạn. You saw met the from the Amazon. Amazon. Ah, họ làm nhà máy để bán trên Amazon luôn bạn thấy không? Phải đồ đâu? Nghe mấy cái vali các bạn. Malati Malati Dalai Malati. Ali. Ah. Yeah. Here they make suitcase out of the recycling of cardboards. They make new cardboards. Ah, làm thùng cạc tông các bạn. Nghĩa là thùng làm từ thùng cũ xong họ làm lại thành thùng mới luôn các bạn. Chứ là họ làm từ cái rác cũ, còn họ cắt xong họ làm thành cái mới luôn chứ không có tái chế gì nhiều á. That is a big electric cabin. À, and đây, cái ổ điện nè. You can see the, à, cái này, the wires are entangled. Chỗ này là cái ổ tập kết điện chỗ này, thì bạn thấy dây điện nhỏ không? You can see the wires. À, dây điện này, thì đây là cái tủ điện, this trung tâm. Water pipeline, which we get 3 hours of water. À, chị nói là cái này là cái đường ống nước nè các bạn. Cái đường ống nước đã dẫn vô trong cái khu ổ chuột. Slumdog Millionaire movie? Yeah. Filmed over here. A boy runs like this and the police were chasing him. Thì các bạn thấy là bạn coi phim mà chị Phú khổ chuột này thì cái đây là cái ống nước họ dẫn vô đây. So it is small pipe. Yeah. Yeah. Pipe. 3 hours. That enough water for all. Yes. Ah. So if you can store enough water where? We save on the top of our house. Ah, nghĩa là họ không đủ nước thì họ chơi ở chứa trong cái bơm thùng các bạn. Thì how much you pay for month? No water, no fee for water. Ah, nghĩa là miễn phí nước hết các bạn, nước này cung cấp được miễn phí nhưng mà 3 tiếng một ngày, còn how about electric? We need to pay. To pay how much for 1 month? Depend how many units you using for the house, yeah. Not the normal house. How many ruby? For people. The rent. Yeah. No, the electric. It's like 2,000 rupees, 1,000 rupees. À, nghĩa là depend. Đây ống nước rồi bạn thấy không? Nguyên đường ống nước dẫn đi. Chỉ 3 tiếng một ngày thôi các bạn. À. Thì họ đưa một đống ống nước đi vô đây. À. Trong khu này bán đồ ăn nè quá trời. Đây cho bạn cái nhìn hiểu rõ hơn trong khu này các bạn, khu ổ chuột. Thì hôm nay mình đi có chị làm tour guide, nó mới hướng dẫn mình rõ hơn cho bạn hiểu hơn trong khu ổ chuột. Lúc trước là mình chỉ với Caribbean mặc váy, mình mặc đồ vàng dòng nhiều quá, mình không dám vô trung tâm. Thì hôm nay mình đi mới vô được trung tâm ổ chuột các bạn. Thì coi cuộc sống, đời sống của dân, họ sinh sống, họ làm việc như thế nào, thì mình thấy họ rất là yêu nghề các bạn, happy, nghĩa là cuộc sống họ không có gì là khó khăn như bạn nghĩ đâu. Họ có nghề đàng hoàng mà, để họ làm các bạn. À. Thì nước ở đây thì miễn phí, xài 3 tiếng một ngày. À. Được chứ bộ. Là nước sạch nha các bạn, nước từ nhà máy chứ không phải là nước từ cống hay là từ sông ra đâu. Điện thì xài khoảng 1000 ruby đến 2000 ruby, là 1000 ruby đó khoảng 300 ngàn các bạn. 300 ngàn hoặc là 600 ngàn tùy theo bạn xài nhiều hay ít. À, giờ mình đi ra ngoài.
À, mình đi ra bờ sông các bạn. Trời ơi, vé bờ sông nhìn rác thải ghê các bạn. Đây, rác thải dưới đây nè, các bạn nhìn nè. Ui, đèn nghịch luôn, không biết nước từ xài từ chỗ này ra không biết nữa. Đây. À, mấy đường ống nước qua đây nè. So the water from here to here? No. That is different water. That is sewage. Yeah. Different. Yes. Yeah. Nghĩa là không phải nước rồi, nhưng mà ông lên trên này đứng mới nhìn thấy được hết. Từ hả, cống nước luôn bạn. Đồ họ xả thải cống nước ra mà hôi thối quá trời luôn nè. Đó, nó dài. How long the river? It's not river, it's sewage. Ah, yeah. So this run around the slum. This run around the slum. We still in the slum or not? We are still in the slum. Still in the slum, nghĩa là slum trong này luôn. So this road belong to the slum. Yes. À, nghĩa là cái đường này ở trong khu ổ chuột luôn các bạn. Ôi, nó ồn ào cho nó bấm. Trời ơi, ui. Bấm quá trời luôn phải không? Trời ơi, cái khu ổ chuột nó cắt ngang cái đường này là nó qua hai khu khác nữa các bạn. À. Ui. Không còi gì. Kinh khủng. Bạn thấy bánh Ấn Độ giờ chị phụ nữ được làm hướng dẫn viên thấy khá hiện đại các bạn. Cái ngày xưa là đàn ông không. Trong khu ổ chuột này giờ cho chị phụ nữ làm rồi. Từ sau Covid. Đông quá. Quá trời đông luôn. Đồ ăn đồ uống của dòng đó nè. Họ làm đổ rác ra nè, họ cào rác nè các bạn. Họ lộ rác ra nè các bạn nhìn nè. Where are they doing? They find the lattice. The trash. Garbage. Garbage. Khung cảnh nó ngồi bạn buôn bán này cái chợ đi the market. Yeah. The market for the slum. Đây bán hoa rau củ quả là cái chợ mà. Chợ nó bán trong khu ổ chuột. It's cheap. Cheap. Yeah. Very cheap. Very cheap. Đây là bán, chị nói mấy này đồ rẻ không bạn. Bán là cái chợ khu ổ chuột mà. Đồ ăn đồ uống. Này có xe của Bolit nữa nè. Đây vô uống trà mà, trà sữa Ấn Độ rất là nổi tiếng. The tea. Tea. Oh yeah. Best tea. The best tea. Rồi uống trà sữa nổi tiếng của Ấn Độ. Đây bạn vô trong cái này là uống trà nè. À, này trà nè các bạn. À. Trà. Đây bạn, cái trà này rất là Ấn Độ, rất là ngon các bạn. Mình qua Ấn Độ là mình thích cái hai mấy loại trà này, uống rất là ngon. Thì ngồi đây uống trà. À. Đây vô đây uống nè. Ok. So is the famous. Famous place. Phật lệ. Have chai. Nghĩa là họ hay tới này họ uống, bạn nhìn giá cũng khá là rẻ, 10 ruby 20 ruby nè. Dạ. Bao nhiêu? Tin trời. Dạ. Yes, for you. For you. Yeah. Đây bạn uống miếng Coca thum sum sup. Đây đi cook. Thumbs up. Thumbs up. Là xe. Này là thum sup nha. See light. Mát quá ông. Vô đây Ấn Độ nó nóng uống này đã. Đây là trà nè. Thank you sir. Hai karo. You can just show him. Show him and say hi. Yeah. So đi hai mất phong quanh.
It's for 7 rupees. For? 7 rupees. 7, only 7 rupees. Only 7 rupees. Này có 7.000 rupees là khoảng tầm 7.000 là nhiêu ta? 7 rupees. 7 rupees, 20 rupees. 20 rupees. 10 rupees. À. 10 rupees. À, rất là rẻ bạn, nghĩa là trên này là 20 rupees. Nhưng 3.000 rất là rẻ nha. Ồ, mình rất là thích uống trà quán độ. 7 rupees. Yeah, 7. 10 and 20. 20. Yes, so cheap. Very cheap. So cheap. Mm. Ngon bạn. Kabi. Có ai câu nào? Yeah, chia. Mình sẽ làm cái food tour sau. Ở bên này mình chỉ đi khu sưu âm thôi. Food tour mình chỉ hẹn bữa sau. Xe ai em sai. Tour bên Ấn Độ rất là thân thiện. Là điều gì? Yeah. Thì bên Ấn Độ rất là thân thiện cho friendly. You become famous. À, cái này là mình đang ở trong cái trường học của tại khu ổ chuột các bạn ạ. À. Ở đây có 200 trường học, 200 school. And free. And four types of. One is semi government, government, private and NGO. This is the semi government school. À, seven, nghĩa là bán trường bán công, có trường công lập, trường bán công, trường private là trường tư nhân các bạn. Đó, the have the private, the expensive. Very expensive. In the slum. Have the private school. Nghĩa là trong cái khu ổ chuột này có cái trường công lập luôn bạn. How much for one year? The private school. 35,000 to 40,000 a year. Ah. 40,000. Like $400 to $500. Ah. Cái $200 là một one year. One year. À, là trường private. Còn lại this is the semi government school. Yeah, and how about the fee? Half free. Of the fee the family pays, half of the fee the government has to pay. À, các bạn nghe là trong này là đóng một nửa tiền, còn nửa tiền chính phủ hỗ trợ. Principal, is he the principal? Oh, no. So every people can go to the school? Yes, you can. Every children? Yeah. Every children? Every kid? Every kid. À. Nghĩa là ai cũng được vô đó học các bạn. Nghĩa trong này cũng có trường, nhiều trường các bạn. Trường tư nhân, trường công lập, nó phải đùa đâu. In here, had the rich billboard here in the saloon. Yes. The rich billboard. Yeah, there are. Ah, they had the rabbit house. Yes. Like see this big. Đây là the apartment. Apartment. It's SRA. À, cái chung cư đó các bạn. Các bạn mở apartment luôn à? How much for one apartment? Apartment very expensive. Expensive. À, nghe có chung cư đàng hoàng các bạn. Hi. Where you had a family? I have my family. And you had a kid? No. Ah, you have the you married? I'm not married. And you're not married? I have boyfriend. Ah, you had a boyfriend. So now, how old are you? 20? Oh yes, I'm 22. 22. Ah, and you guess me? Yeah, yours? Yeah. 20? 20! Em có kêu tôi 2 tuổi 20, em 22. Yeah. Yeah, hi. High five, high five. This is the school? This is the school? No, temple. No. Temple, you have the temple everywhere? Yeah. Yeah, a lot. Yeah. Bye. You know YouTube? YouTube channel. Yeah, yeah. Ấn Độ rất thích coi YouTube các bạn. Khu này là khu thuộc gia rất là yên tĩnh các bạn. In India, we are not allowed to kill the six animals. The six animals are alligator, crocodile, snake, cat's family, lion, and cow. Illegal. We cannot kill the six animals. The five which we can kill, there is sheep, lamb, goat, buffalo, water buffalo. We can kill these five animals. So because in the India, they... In India, it's not allowed to kill. À, nghĩa là ở đây là họ không cho giết cá sấu rồi. À.
Đây là cái máy để giặt giặt vải nè các bạn. Đây là The Buffalo, đây là cái thuộc da và họ làm da của con trâu. Da của trâu các bạn, xong họ thuộc da họ giặt trong cái này, trong cái khu này các bạn. Ui, đây. Họ đang làm nữa các bạn. So how about the cow? No, not cow. No, only buffalo. Yeah, not crocodile. No crocodile. Yeah, not alligator. No alligator. Only the sheep, the lamb. Yeah, nghĩa là làm da cừu, da bò, da trâu, không được da bò, không được da cá sấu. You love this job? I love this job. Yeah. Hi. 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 My name Khoa. Huh? Khoa Búp. My channel name. Name Khoa Búp. Khoa Búp. Yeah, Khoa Búp. Ở đây mình. Your country. Yeah, Vietnam. You know Vietnam? Yes. Yeah. What is your name? Khoa. And you? Adivita. Adivita. Your name? Adivita. 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 Okay. Yeah. Okay, nice to meet you. Guys, bye bye. Where do you live? I live in the slum. Why you don't introduce your house? My house is very far from you. I don't know. I can go. 40 minutes. 40 minutes. Walking. Walking. So how big the slum? You told me it's the long. The area is 2.1 square kilometer. Nghĩa là 520 acres. Nghĩa là rộng 2 km vuông. 520 2 km square. 2.1 square kilometer. 2 km vuông. Ok các bạn, thì cái tour đi slum tới đây là kết thúc các bạn. Đèn thì rất là cảm ơn là em nó đã giúp mình đi tới đây, là em mới khoảng 20 tuổi thôi nhưng mà đã giúp mình đi tới khu slum khám phá cuộc sống của người dân ở tại khu này. Thì thank you once again. Yeah. Thank you. I hope you enjoy. Yeah, very enjoy. Ok, bye bye. Ok các bạn, sau khi thăm khu chuột xong thì nhiều bạn sẽ thắc mắc hỏi là mình đang ở đâu. Ở tại Mumbai thì đây là cái chỗ mình đang ở các bạn. Sau lưng mình là một cái bãi biển rất là đẹp ở tại Mumbai. Đây là biển nha các bạn, thì họ chạy ra ngoài kia thì chỗ này nó giao nhau giữa biển với sông nên nước ở biển nó hơi đục. Thì chỗ này là khu nhà giàu các bạn. Cho bạn coi thử khách sạn mình ở đâu đây, trước mặt mình nè. Đây, hướng cái này các bạn. Đây, sau lưng mình là khách sạn tên là Trident nữa các bạn. Các bạn tới đây nè, các sẽ thấy rõ hơn. Thì nguyên cái dãy cái đường này sẽ là đường của khu nhà giàu và được bảo vệ rất là cẩn mật các bạn ạ. Rất là nhiều cảnh sát security ở đây, rất là nhiều. Thì mình ở trong khách sạn này rất là to. Các bạn đi ra quay lên một vòng lên cho bạn coi rồi. Muốn vô không dễ đó các bạn. Cao lắm. Khu mua sắm thì trước mặt đó là sẽ là bảo vệ. Các bạn vô từ đầu là bảo vệ sẽ xét quá trời là đây. Các bạn đứng đây sẽ thấy nè, bảo vệ sẽ xét ô tô. Đó, sau lưng mình nó bảo vệ xiếc ô tô này nọ các kiểu để vô đó, rất là nhiều tầng bảo vệ rồi, kiểm tra hành lý tùm lum hết các bạn ạ, rất là an toàn. Thì tại vì họ ngăn cách ở đây, nghĩa là người giàu nghèo họ rất là cách biệt các bạn, họ không muốn người nghèo vô trong cái chỗ mà người giàu ở. Và thứ hai là nguy hiểm ở này, hay có đánh bom rồi này nọ, họ có khủng bố các bạn ạ. Thì họ cách biệt nhau. Thì nhiều bạn sẽ hỏi mình là cái khu nhà nghèo bên kia, khu slum, khu ổ chuột là dành cho Dalit ở. Vậy thì làm sao để phân biệt giữa Dalit với lại người không phải là người thuộc khu của người Dalit các bạn? Nhiều bạn rất là thắc mắc. Bữa mình làm cái video show đi trước các bạn sẽ hỏi, thì thật sự là họ sẽ phân biệt theo kiểu là tên họ các bạn ạ. Nhưng có những cái tên họ là họ phân biệt được. Thứ hai nữa là giọng nói, giống như là ở bên Việt Nam mình á, nhiều khi á mình sẽ có nhiều người Bắc họ vô Nam nhưng mà rất là lâu rồi, nhưng mà cái giọng nói họ vẫn là có một giọng Bắc, hoặc là người Nam đi ra Bắc thì giọng nói họ vẫn có mang tiếng của người miền Nam, hoặc là người miền Tây, hoặc là người miền Trung Tây Nguyên các bạn ạ. Thì chính người Việt Nam mình có thể phân biệt được, nhưng mà giống như ở Ấn Độ vậy thì họ có thể phân biệt bằng cách giọng nói hoặc là tên họ, rất là nhiều thứ. Có nhiều người bạn sẽ hỏi là họ sẽ cố giả giọng, hoặc là họ giàu lên họ trúng số xong rồi họ đổi tên đổi họ tùm lum hết thì như thế nào. Thì có nhiều người họ có phép được các bạn, họ có thể thay đổi được, nhưng mà không có nhiều, tại vì họ tốt lên được cái ghét qua ăn mặc, qua cử chỉ, lời nói, qua học vấn, qua trình độ nữa các bạn. Rất là nhiều thứ họ phân biệt giai cấp mà các bạn. Thì khu này nè bạn thấy không, không có hôm đẹp ngồi, không có người vô gia cư được qua luôn cái hướng bên đó đâu các bạn. Thì biển này cũng rất là đẹp. Ok, giờ theo chúng mình vô coi cái phòng như thế nào rồi kết thúc sorry video slum ở tại đây các bạn. Thì rất là hên là được cái em đó, em là người ở trong khu slum mà em dẫn cho mình đi coi hết rất là kỹ, lên coi thử cái phòng ốc ở tại khu nhà giàu như thế nào, khác biệt rất là rõ so với khu nhà nghèo các bạn. Thì mình ở trên này khoảng tầm 15 triệu. Mình ở 3 đêm bằng 15 triệu. Cho 3 đêm 1 đêm là khoảng 5 triệu các bạn. Đây trong này nè. And I know I sometimes drive you crazy.
Yeah, I know, I know, I know I sometimes drive you crazy. And I think that's why you've been building up this wall now. And I don't really know how I'm supposed to break it down. I tried peeking through the cracks, saw the light but couldn't catch it. Now the one that's breaking down. You should let me love you. Ô các bạn, chào mừng các bạn đến với cái phòng của mình ở tại Mumbai, Ấn Độ. Thì đây là khu của nhà giàu, thì cái phòng mình hiện vẫn có cái giường king bed bình thường đó bạn. Mình trong tập này thì mình không review cho bạn coi nhiều về phòng ốc, chủ yếu cho bạn coi thứ là khu nhà giàu, khu nhà nghèo sống cách biệt nhau như thế nào. Thì với ở khu ở chuột xong thì qua đây cho bạn coi cái view của bạn ở tại khu nhà giàu thì như thế nào. Đây bạn nhìn thấy hướng bên này của mình không, nhìn ra khắp cả cái cảng biển ở tại Mumbai, Ấn Độ. Nhìn ở dưới, hồi nãy là mình đứng ở dưới, các bạn sẽ thấy ở dưới là người đi bộ ở dưới đó, họ điếu biển, họ chỉ nhìn lên trên khu nhà giàu bên này. Thì một vòng biển bao la bát ngát, view 360 độ. Thì bạn thấy không, khu nhà giàu thì họ sẽ sống ở đây, ngồi đây ngắm cảnh biển ở sau. Bạn thấy có view như bên Hồng Kông gì các bạn. Thì cái khu này bảo vệ rất là cẩn mật các bạn ạ. Thì bạn phải thuê phòng trong này, bạn qua khoảng tầm 3-4 lớp an ninh đó. Mình quay cho bạn coi, bạn thấy không, không dễ vô được cái khu nhà giàu này đâu. Thì họ phân biệt tầng lớp, đẳng cấp, giai cấp rất là rõ ràng các bạn. Thôi nói chung là cái tập này là mình review cho bạn coi thử là khu slum. Thì đời sống người dân ở trực tiếp vô trong cái từng ngóc ngách khu ổ chuột thử là họ sống như thế nào, họ buôn bán kinh doanh ra làm sao. Thì bạn thấy không, nguyên cái khu ổ chuột hơn 2 triệu người là Dalit sống trong khu ổ chuột. Thì họ làm ra được khoảng 1 tỷ đô mỗi năm. Thì bạn biết 1 tỷ đô đó nó chỉ tương đương với cái ngôi nhà của ông Albany mà làm đám cưới thằng con trai các bạn ở tại Mumbai này nè. Thì ngôi nhà của ổng chỉ giá 1 tỷ đô luôn các bạn. Nghĩa là một mình ông Albany ổng xây cái nhà 1 tỷ đô bằng 2 triệu người ở tại khu ổ chuột làm lụng trong 1 năm trời. Đủ thứ ngành nghề hết các bạn, làm từ tái chế rác thải, nhựa, làm đồ gỗ, làm xà bông, xà phòng, rồi làm nói chung rất là nhiều ngành nghề, cả 2 triệu người luôn các bạn, làm cả 1 năm trời mới xây được cái một ngôi nhà của ông tỷ phú Albany, trong khi tài sản của ông tới hơn 100 tỷ đô. Thì cách biệt giàu nghèo rất rất là lớn ở tại Ấn Độ, và tầng cách biệt giai cấp rất là lớn, nghĩa là bạn là Dalit thì bạn mãi mãi là Dalit, không thể nào mà vươn lên thành một tầng lớp cao hơn, quý tộc hơn các bạn. Thì đó là cái vấn đề nhức nhối tại Ấn Độ mà sau khi 4 năm chờ mình quay lại thì nó vẫn là như vậy các bạn. Nhưng mà bạn thấy không, nhưng mà mình đi sâu ra mình thấy là họ cam chịu bạn, nghĩa là có nhiều tầng lớp bị áp bức á thì họ sẽ vươn lên, họ thế này thế nọ đúng không. Thì nhưng mà bên mình vô trong cái khu ổ chuột họ thấy là họ hài lòng bạn, nghĩa là họ có môi trường sống, họ có trường học, rồi họ có buôn bán kinh doanh, họ làm được mọi thứ everything. Thì họ happy bạn, con nít trong nó cũng rất là happy, họ sống cũng không có gì là phải kiểu gato với người giàu này nọ các bạn. Thì đó là mình thấy khi mình đi trong khu chuột rồi mình nhận thấy là như vậy các bạn. Đó, thôi nói chung là tập này cũng là khá là dài, mình kết thúc tại đây, hẹn các bạn ở tập sau.